Đây mọi người đang lắp máy tách ngô quay tay. Lắp cũng rất là đơn giản thôi, mấy cái ốc. Bên này lắp ra thì hơi mất việc một tí. Khó lắm. Tinh tế phết nhỉ? Không khó đúng không? Tôi đang chắc ở trên nhà. Vâng, ở đây nếu mà khi mà chúng ta lắp xong thì sẽ đây sẽ là thành phẩm. Đấy, chiếc máy của chúng ta đây. Vừa test vẽ ngô đây. Quay tay chơi chật 5 phút được 340 bạc. Cũng ngon xuồng là cũng nhà. Lắc có được ra được chưa? Đấy. Lắp lốt xuồng là cũng có cái chỗ này là hơi cần tí bình tĩnh tí thôi các bạn ạ. Đó. Máy rất là chắc chắn hơn cái đợt trước tôi về, máy chân lắp nó có vẻ là hơi lỏng lẻo nên đã bảo bên kho là gia cố cái chân lại rồi. Các bạn thấy nó còn có cả bốn cái lỗ này, đây bốn cái lỗ để mà chúng ta khi mà có nếu có trụ lực cố định ấy, thì chúng ta bắn bắn ốc bắn nó xuống, hoặc là chúng ta lấy miếng gỗ to ấy, chúng ta bắn nó vào thì khi mà chúng ta xoay ấy, thì nó sẽ chặt hơn rất là nhiều. Làm cũng gia công lại màu miếc là cũng đẹp hơn rất là nhiều. Chất lượng thì các bạn cứ yên tâm đi, về các bạn đập thoải mái, đập là vỡ, đập thoải mái đập là vỡ, chả có phải chỉ đập thoải mái cho vỡ. Các bạn đập thoải mái vỡ rồi bán vỡ thì lại gọi điện đến chúng tôi lại bán cho tiếp, không về gì phải lo cả. Tổng kho phân phối luôn. Máy rất là nhiều. Đây. Đấy, coi lắp đấy lắp xong rồi không có gì. Đây, còn máy thì bên tôi nhập về rất là nhiều, không lo thiếu hàng. Đó. Nếu các bạn nào thích làm đại lý bán thì gọi điện đến nhà điện cho chúng tôi. Ôi trời ơi. Tay mình siết chặt luôn. Đâu, siết chặt vào. Đấy các bạn lý siết chặt luôn từ đầu. Quay cho nó dễ. Đấy, lắp vào. Đấy, bạn cái đít nữa thế là chặt. Bây giờ quay lại thoải mái. Thử con này nào. Đấy. Nào. Tết máy, tết máy. Lại quay tiếp. Chúng tôi đang tháo lắp vài cái ra để mà xem chất lượng nó có như nhau hay không. Dí ấy, chúng dẫm cái chân vào. Đảo lại đi. Đấy. Bị cái đảo lại. Gà đây.
khả năng phải anh phải siết thêm vào rồi. Siết thêm vào. Đấy. Nếu không được ta phải siết nó vào để có độ giữ. Đấy. Có để lại nhiều ấy nhỉ, bữa nay em vừa xoay nó hết tất mà. Đang chuẩn này. Xì xiết thêm vào thế nào. Các bạn phải, cái này bạn phải chỉnh rất là nhiều lần để mà nó vừa với cái kích cỡ ngô của mình. Cho các bạn nó sạch hơn. Đây, cái chân ốc của nó này. Độ mở giãn. Ngồi nó khó vẽ nhỉ. Điều như mới bắt với lại. Đấy. Khi mà chân chỉnh đúng rồi nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Các bạn nhớ là khi mà đang quay xuống nha mà nó bị tắc tắc á, thì chúng ta phải đảo ngược cái bàn quay lại ông ngồi thì nó sẽ xuống sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy, bạn nói thêm à? Bóc nó cò vào. Nói chung là nhà bác nào mà tầm làm đôi xào miền Bắc thì mua cái máy này nó quay vẽ nó hợp lý, chúng ta đỡ phải mua máy mà dùng motor nó đắt, mà lâu lâu chúng ta ra thể dụng được, cái ngày quay mới tầm 10-15 phút là xong. 10-15 phút như tốc độ quay của tôi ban nãy phải được tầm 200-300 bắt không đến 20 phút. Bạn em 1 phút là em quay được tầm 15 bắp của nhà anh nhỉ? 15-20 bắp. Đấy, 1 phút tôi quay là 15-20 bắp. Nó sao nó cứng quá. Nó bị ói quá mắt. À. Đó, đây bạn đây. Khi mới cái bắp ngô mà nó vẫn còn chưa sạch này là do đang trong quá trình chỉnh sửa để mà kích thước nó phù hợp với ngô của mình. Còn nếu mà khi mà đã chỉnh sửa và thành công cái máy cũ thì đây rất là sạch đây nha các bạn nha. Rất là sạch đấy, cái máy cũ là chúng tôi đã chỉnh sửa xong rồi đấy, rất là sạch đây. Phần này tôi quay chỉ tầm phút rưỡi thôi là được 15-20 bắp rồi đấy. Máy rất là sạch đấy. Đây quý vị yên tâm không phải lo nó sẽ còn thừa nhiều như này nhá. Đó rồi, nếu mà quý vị muốn mua máy thì hãy liên hệ đến số điện thoại ở trên màn hình hoặc là vào phần mô tả của chúng tôi thì sẽ có chi tiết máy ở phần mô tả. Các bạn có thể đặt hàng luôn ở trên trang web của chúng tôi. Rồi, Điện Máy Tuấn Anh xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà quý vị mà thấy video này hay thì hãy like, share, comment. Bởi vì là cái thuật toán YouTube thì các bạn cứ like, share, comment nhiều thì càng nhiều người biết đến. Chúng tôi xin cảm ơn.